Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của tác giả An Thư, truyện ngắn Trên Đỉnh Rừng Ma Hón. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn trong phần bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Cơn mưa sập đến vào cuối buổi sáng, tiếng mưa rản rạt trên mái lá giữa rừng ma hón. Ở trong lán, Nhuệ đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Mùi cá khô bốc lên khăn khẳng, hòa với mùi ngọt ngọt của niêu canh rau rừng vừa hái lúc sáng sớm, làm Nhuệ nhớ bữa cơm đủ đầy với Niên. Một tháng mới được ăn cơm với vợ vài hôm. Phải những hôm ấy, chỉ cần nhìn cái eo thon và mái tóc đen lòa xòa sau chiếc gáy trắng ngần của Niên, Nhuệ sẽ thấy lòng thổn thức, bất kể trên mâm là món ăn gì. Chỉ có điều, Nhuệ kêu than, nén tiếng thở dài. Niên dạo này đổi nét, dễ cáu bẳn, hay gắt gỏng vô cớ, dù Nhuệ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Hết đợt mưa này, bà xuống bản được, tôi sẽ mượn xe máy phóng ra thị trấn, mua ngay cân thịt. Nhai cá khô chán lắm rồi. Sang từ bên ngoài nói vọng vào, giọng nửa chán nản, nửa háo hức. Trời mưa suốt nửa tháng nay, lúc nhỏ rầm rề, lúc lớn ào ạt. Mưa khiến đường rừng trơn trượt gó đi. Nhưng cái chính là bọn lâm tặc thường lợi dụng thời tiết xấu để vào đốt gỗ. Thành ra ba anh kiểm lâm trên đỉnh rừng Ma Hón phải ở lại bám chốt, ăn mì tôm, cá khô, măng khô trường kỳ. Từ đỉnh rừng xuống bản mất 6-7 cây số dốc đứng, chỉ có thể quốc bộ, nên dù không mưa, một tháng 3-4 lần các anh mới thay nhau xuống bản, khi mua cân thịt, lúc mua con cá suối hoặc đôi chục trứng gà, trữ thêm ít đồ khô. Mua xong đem lên rừng kho mặn ăn dần. Không có tủ lạnh, muốn mua đồ tươi nhiều cũng không thể giữ lâu được mà ăn. Giá giờ có đĩa sâu mang thì thú nhé. Sang lại uể oải chép miệng. Là anh ta đang nhớ đến mấy hôm trước, tài vào rừng suốt buổi, mang về được một ống tre dài, đổ ra toàn sâu mang. Con nào con ấy béo mây mẩy. Tối ấy nhờ tài nấu ăn thần sầu của Nhuệ, ba anh em có món sâu rang lá chanh rừng thơm nhức mũi. Cái vị sâu béo ngậy như trôi lên trong cổ họng, đủ khiến Giang nuốt nước miếng liên hồi khi nhớ lại. Nhuệ ngồi im bên bếp, vun đám than hồng ủ lại nồi cơm. Mưa tạnh được một lúc, vẫn chưa thấy tài về. Chợt có tiếng bước chân người từ xa vọng lại. Nhuệ giỏng tai nghe. Suốt 6 năm sống trong rừng, đôi tai Nhuệ đã luyện được khả năng nghe rất nhạy. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân người từ cách xa hàng vài trăm mét. Không phải tiếng bước chân của tài. Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Thoái? Chưa để Nhuệ kịp nghĩ xong, Sang đã reo lên the thé. Ồ, cô giáo lên đấy à? Mưa gió thế này cô lên làm gì? Em mang ít thức ăn tươi lên cho các anh đây mà. Nửa tháng nay không thấy các anh xuống bản rồi. Ra là Thoái thật. Thoái cởi đôi ủng dính đầy đất thịt dẻo quẹo, rồi bước thoăn thoắt lên thang tre. Gấu váy và hai tay áo ướt sũng nước. Mắt Sang sáng trưng khi thấy tay Thoái lôi từ trong gùi ra dễ đến 2 cân thịt lợn, 1 miếng sách trâu tươi, 20 quả trứng gà, còn có thêm ít gạo nếp nương, vài quả bầu non và ít gừng tỏi khô. Cô để đó, vào đây ngồi cho ấm đã. Người cô ướt hết rồi kìa. Nhuệ nhóm to bếp lửa giục Thoái. Lúc này Thoái mới ngẩng đầu lên, lọn tóc đen láy che ngang mặt, khiến Nhuệ chợt sững người. Nếu không phải Thoái đang khoác bộ váy Thái, Nhuệ hẳn đã tưởng Liên vợ anh. Thoái là cô giáo dạy tại điểm trường lẻ dưới bản, năm nay đã 29 tuổi. Trai bản lấy vợ hết rồi mà Thoái chưa chịu lấy chồng. 5 năm về trước, thân chồng sắp cưới của Thoái, người Kinh, cũng là giáo viên điểm trường, không may gặp nạn.
Từ đó đến giờ, cô giáo Thoái xinh đẹp nhất vùng Ma Hón không yêu ai, không cưới ai. Trên bàn sáng vừa rồi lại có lũ ống đấy các anh ạ. À, lũ quét qua bàn vào giữa buổi trưa. Hai đứa trẻ đang chơi gần suối bị cuốn. Bạn ấy bao năm nay có bị lũ ống đâu. Dân trên nguồn phá rừng nhiều, giờ đâu đâu cũng lũ. Giọng Thoái trầm buồn. Từ ngày được Nhuệ cứu giữa con suối chảy xiết, sau buổi vào bản mìn vận động trẻ em ra điểm trường đi học, Thoái trở nên thân thiết với ba anh kiểm lâm trên đỉnh rừng Ma Hón. Thỉnh thoảng cô hay ghé lán mua giúp các anh chút đồ ăn. Lâu dần, Thoái như cô em gái của cái chốt kiểm lâm cô đơn nhất núi rừng miền Tây này. Tài về đến nơi cũng là lúc đồ ăn vừa chín. Xong bữa, Tài lúi húi rửa bát bên ống nước. Sang nằm đu đưa trên võng, miệng nhảy mỡ, mắt lim dim thỏa mãn. Gấu váy Thoái cũng đã khô, thấy cô sửa soạn gùi, Nhuệ bảo: "Cô Thoái để chiều hãng về chứ?" "Thôi, em về sớm, còn đi qua bãi hổ vồ, để chiều thì sợ chết khiếp." Sang lẻ lưỡi cười cười: "Cô giáo mà cũng tin vào chuyện ma mãnh à?" Thoái mủm mỉm không trả lời. Nhuệ vác súng đi theo tiễn cô một đoạn. Càng đi xuống, rừng Ma Hón càng dày, toàn cây lâu năm cao nút mát, đứng ken nhau xanh thẫm. Trong cái thảm xanh trùng điệp ấy, có một tán lim cổ thụ vươn cao hẳn lên nền trời. Người Ma Hón gọi đó là cây thiêng. Cây lim ngàn năm tuổi, cành lá trùm cả một vùng rộng lớn. Bên dưới tán lim là nghĩa địa hổ phồ. Đến gốc cây thiêng ấy, Nhuệ và Thoái không ai bảo ai, tự nhiên đứng lại. Cơn mưa rừng vừa đi qua, mọi thứ còn đẫm ướt âm u. Bãi hổ phồ trông càng thê lương. Mấy chục ngôi mộ xếp đá, hình thù kỳ dị, nằm im lìm cạnh con suối rụng đầy lá lim. Bao năm nay, rất ít người trong bản Ma Hón dám bén mảng đến nơi này. Anh có nghe thấy không? Thoái chợt quay lại nhìn Nhuệ bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô nghe thấy gì? Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Em nghe thấy tiếng của nó. Cố em bảo, nó vẫn ở đâu đó trong cánh rừng này. Thỉnh thoảng em vẫn nghe nó gầm âm âm trong tiếng suối, nhất là khi đi qua bãi hồ phồ. Hay em tưởng tượng nhỉ? Nhuệ không trả lời, nhưng bất giác thấy sống lưng gai ướt. Thoái đang nhắc đến con hổ chột mắt của rừng Ma Hón, con hổ trong trí tưởng tượng của dân bản, hay con hổ có thật. Tiễn Thoái nửa đường, Nhuệ quay lại. Ngang qua bãi hổ vồ, anh dừng thật lâu. Vẫn chỉ có tiếng suối chảy ào ào, thỉnh thoảng một vài cơn gió trườn qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc. Chuyện về bãi hổ vồ và con hổ chột một bên mắt, Nhuệ đã nghe nhiều lần. Người kể lại cho anh chính là cụ Thàn, già nhất bản. Ông cụ có phiến ngực cứng như tấm phản và mái tóc trắng muốt. Cụ Thàn là cố nội của Thoái. Ông bà nội rồi cha mẹ của Thoái đều đã qua đời, mà cụ Thàn vẫn như cây lim xanh giữa rừng Ma Hón. Nhà sàn của cụ tròn von trên mô đất cao đầu bản. Dân trong bản nói cụ đã gần trăm tuổi. Mấy năm ở đây, Nhuệ thấy cụ chẳng già đi. Da mặt hồng nâu, đôi mắt hấp háy sáng, lấp lánh niềm vui đôn hậu. Lần nào ghé nhà, Nhuệ cũng được cụ mời uống rượu ngô trong bát, ăn thịt chua ủ trong ống tre và kể chuyện về rừng Ma Hón. Cán bộ Nhuệ biết đấy, khắp cả vùng này, rừng đã bị chặt phá nhiều. Chỉ có rừng Ma Hón là còn giữ được. Vì bản ta tin vào con ma chành. Rừng Ma Hón trước nhiều hổ, mẹ ta đi lên nương, bị hổ lôi vào rừng. Ta có đứa bạn gần nhà, chỉ vì mon men đến bìa rừng chơi mà cũng bị hổ vồ. Đến khi tìm được, bộ lòng nó đã bị moi ra hết. Giọng ông cụ khàn khàn, vang vang. Mỗi lần nghe cụ kể, Nhuệ đều thấy một quá khứ hoang hoại từ đâu đó vọng về. Ngày ấy người bản Ma Hón bị hổ vồ nhiều lắm,
Những năm động rừng, hươu, nai, lợn nòi, cầy cáo tràn về bản ăn ngô, ăn sắn, bắt gà. Hại nhất là bầy hổ đói mồi, chúng làng vàng bên nương vắng bắt bò và ngựa. Nhiều con liều lĩnh vào tận bản săn người. Bản Ma Hón nhà ai cũng dựng bằng gỗ lim vững chãi, trang bị cung tên, lao động. Mặt trời chưa lặn hết, người đã phải đóng cửa cài then. Vậy mà cứ rảnh ra là lại có người bị hổ vồ mất xác. Cái bãi hổ vồ giữa rừng chính là nghĩa địa, nơi bản Ma Hón chôn người chết do bị hổ giết hại. Trong những ngôi mộ ấy, chẳng cái xác nào nguyên vẹn. Người còn lại cánh tay, người còn cái đầu, người còn khúc chân. Có người hổ ăn gần hết, chỉ còn mấy xẻ xương, cũng đành đem về táng. Người Ma Hón tin những người chết vì hổ vồ sẽ biến thành ma chành, suốt đời phải đi theo hầu hạ con hổ ấy. Ma chành hay hóa thành cô gái đẹp, chủ quến lừa bắt người cho hổ ăn thịt. Có như thế nó mới được đầu thai sang kiếp khác. Bởi vậy, người trong bản ít dám lai vãng vào bãi hổ vồ. Rừng Ma Hón trở thành nơi linh thiêng bao đời không ai dám phạm. Đấy là chuyện của ngày xưa. Sau này trai bản Ma Hón sắm được súng kíp, săn bằng hết hổ trong rừng, chỉ duy nhất còn lại một con hổ chúa. Đạn có mắt tránh nó, tên có chân chạy khỏi người nó. Bẫy biết nói bảo nó đừng dẫm lên. Có người thanh niên 18 tuổi trong bản từng liều chết vào rừng. Người ấy đứng trước mặt nó, giương súng bắn trúng vào mắt trái của nó. Vậy mà nó không chết, nó đứng nhìn thật lâu, một con mắt ròng ròng máu. Rồi nó lừng lững bỏ đi, đến bây giờ nghe nói nó vẫn lẩn khuất đâu đó giữa rừng Ma Hón. Lần nào kể đến đó, trán cụ Thàn cũng đầm đìa mồ hôi. Nhuệ không tin câu chuyện ấy. Bao năm đi tuần giữa rừng Ma Hón, anh nào thấy bóng dáng con hổ ấy đâu. Và lại, làm gì có con hổ nào sống lâu đến thế. Khi đợt mưa rừng rầm rề qua đi, Nhuệ xuống núi. Lần này anh không ghé cụ Thàn mà đi thẳng về nhà. Đã 3 tuần rồi anh không gặp vợ, sóng điện thoại không vươn tới đỉnh rừng, chẳng biết nên sống thế nào cho qua cứ mưa gió. Căn nhà che tạm bợ của Nhuệ nằm ngoài trung tâm xã, cách Ma Hón độ 5 cây số đường rừng. Niên bảo cô không thích vào bản, buồn lắm. Ở trung tâm xã tuy vắng heo vắng hút, nhưng muốn mua chút bánh trái dưới xuôi còn dễ. Vào bản điện không, nước sạch không, cả bản trăm nóc nhà mà có mỗi cái cửa hàng tạp hóa bé tẹo. Trên bày lơ phơ ít gói mì tôm, vài lạng cá khô, 3-4 hộp pin, cùng lắm là thêm vài túi bim bim và bánh gạo. Liên đẹp, vẻ đẹp phốt pháp, mềm mại. Người con gái đẹp ấy đã bỏ quê hương, theo Nhuệ lên chốn rừng xanh núi đỏ này được 4 năm. Vợ Tài và Sang đều ở quê, không ai lên trên này cùng chồng cả. Với Niên, ngoài tình yêu, Nhuệ còn có lòng biết ơn là vì thế. Anh còn biết đường về cơ đấy. Niên đón Nhuệ bằng khuôn mặt dầu dĩ, lạnh lùng. Thôi nào, anh xin lỗi. Mưa rừng bọn anh phải tăng cường tuần tra, phòng bọn lâm tặc phá rừng nên anh không về được. Nhuệ tiến sát ôm vòng eo thon mềm mại của vợ. Niên rằn rỗi đẩy chồng ra. Trời mưa tầm tã, cái nhà thì rột, đến củi trong bếp cũng ướt rỉ ướt rả. Nấu bát cơm không nấu nổi mà ăn. Điện mất, tối đến có mình tôi, anh định để tôi sống thế này đến bao giờ? Liên khóc, Nhuệ ôm đầu ngồi xuống bên chiếc giường tre vẹt mỏng. Ngày mới lên đây, Liên nhìn con đường quanh co dốc lên dốc xuống, gập ghềnh sỏi đá, nén tiếng thở dài. Được 2 năm Liên không nén nữa. Anh xem, đời người có chồng làm kiểm lâm đều ăn sung mặc sướng. Còn tôi, 4 năm rồi ở trong cái căn nhà rách dưới nơi rừng rú này. Cứ tưởng theo anh lên rừng vài năm, rồi vợ chồng có tấm có món, cùng nhau về quê.
Anh cứ bám giết lấy cái xó xỉnh này làm gì? Anh còn đi biển biệt, đến mụn con cũng không có. Bao nhiêu lần Liên giàn dỗi, là bấy nhiêu lần Nhuệ nín nhịn. Nín nhịn vì yêu, và vì thấy mình có lỗi, không lo cho vợ được cuộc sống đủ đầy. Buổi tối, cơn giận dỗi của Liên cuối cùng cũng dịu. Khi đã qua cơn ân ái nồng nhiệt, hai vợ chồng ôm nhau trên chiếc giường tre, da sát da, má kề má. Liên nũng nịu. Anh à, em chỉ muốn vợ chồng mình có cuộc sống yên ổn, vài năm nữa tìm đường rời khỏi đây. Chứ sống mãi thế này thì sống sao được. Anh Phát mấy hôm mưa đều đến, anh ấy bảo em khuyên anh đừng cứng nhắc quá. Máu nóng dồn lên trên thái dương Nhuệ, anh nghiến chặt răng. Em đừng nhắc tên nó trước mặt anh, thằng khốn. Người ta có ý tốt cả, anh ấy cũng vì thương vợ chồng mình. Nếu không, anh ấy đã không đưa cả cục tiền cho em, bảo cầm lấy mà sửa cái nhà. Nhuệ ngồi bật dậy. Cái gì? Hắn đưa tiền, em có lấy. Liên phẹo phạo. Đấy, chưa gì mà lại thế. Người ta đưa mà em chưa cầm. Em nghe đây, anh cấm, tuyệt đối không được cầm của hắn, dù chỉ một xu. Liên nhìn chồng bằng ánh mắt sắt lại, lạnh lùng. Cô cười khẩy, để tấm thân lõa lồ, ôm gối ra chiếc ghế che bên ngoài. Đến cánh cửa buồng, Liên buông một câu mỏng khoẻn. Anh sợ mất rừng mà không sợ mất vợ à? Nhuệ nằm xõa sượi trên giường. Câu hỏi của Liên khiến anh đau đớn đến rúng gió khuôn mặt. Cái dáng tay Phát, béo tròn mũm mĩm, mặt nhẫy mỡ, đeo kính đen, mặc bộ đồ bóng bẩy, hiện về trong tâm trí Nhuệ. Phát tiếng là chủ một xưởng gỗ mỹ nghệ ngoài thị trấn. Nhưng Nhuệ biết, thật ra hắn là tay lâm tặc trùm sò. Hắn mua chuộc được quan huyện, mua chuộc mấy tay kiểm lâm biến chất, mua chuộc được cả đám trai bản nghiện ngập của vùng miền Tây. Chỉ cần có ít tiền, đám trai ấy sẽ liều mạng vào rừng chặt gỗ, rủi qua con đường mòn bí mật mang về cho Phát. Việc của y là tìm cách tẩu tán xuống xuôi. Nguyên một dải rừng nguyên sinh khắp miền Tây, một tay Phát phá sản, chỉ còn rừng Ma Hón là hắn chưa chạm tới được. Vàng trong nhà nó đã chắc cũng đầy cả cái ép khẩu đựng xôi của nhà ta. Có lần cụ Thàn đã nói với Nhuệ câu ấy. Nhuệ thì biết điều mà Phát thèm muốn nhất chính là cây lim xanh nghìn tuổi trên bãi hồ Vồ. Khắp cả núi rừng miền Tây không có cây lim nào như thế. Có người sẵn sàng trả rất nhiều tiền chỉ cần y đốn hạ được cái cây ấy mang về dưới xuôi. Người bản Ma Hón tin câu chuyện ma chành, tin con hổ một mắt còn sống, tin cả cụ Thàn và mấy anh kiểm lâm trên đỉnh rừng nên Phát không làm gì được. Đã mấy lần, hắn nhờ người đánh tiếng với chốt kiểm lâm của Nhuệ, nhưng đáp lại là thái độ từ chối kiên quyết, lạnh lùng. Một sáng nắng, Sang đi tuần, phát hiện gần lán có ba chiếc quan tài rỗng xếp gần nhau. Ý nghĩ về Phát khiến Nhuệ không ngủ suốt một đêm. Khi anh rời nhà vào buổi sáng hôm sau, Liên vẫn nằm ngoài ghế tre, quay lưng vào Phát, làn áo mỏng mặc vội, trễ nải. Tia nắng sớm lọt qua liếp tre, soi rõ chiếc eo thon và phần gáy nõn nà. Sương mai lạnh lạnh khiến lòng Nhuệ thoáng co rút lại trong niềm âu lo xa xôi ập đến. Nhuệ ghé nhà cụ Thàn. Bên bếp, Thoái đang dỡ xôi, mùi nếp nương thơm lừng và ấm rẫy trong sáng mai vùng biên ải. Khi nghe tiếng bước chân, Thoái ngẩng lên, nhìn thấy Nhuệ, mắt cô bừng sáng. Cán bộ Nhuệ xuống núi đấy à, ở đây ăn bữa xôi với già. Cụ Thàn đang ngồi giữa nhà, vững chãi như cây lim xanh giữa rừng Ma Hón. Giọng nói của cụ lúc nào cũng thế, khàn và vang. Thoái dọn trước mặt Nhuệ và cụ một ép khẩu xôi đầy vun, thêm hai quả trứng vịt dầm nát trong bát mắm nhiều mắc khẹn, rồi vội vã mang cặp trở lại trường. Đi đến thang gác,
Cô quay lại bảo Nhuệ. Anh Nhuệ, em thấy mấy hôm nay lão Phát cứ lảng vảng chỗ anh em nhà Thậm. Anh cẩn thận nhé. Nhà Thậm sống ở cuối bản, ngay dưới chân khe nước nhỏ chảy ra con suối lớn. Cả hai anh em Thậm đều nghiện thuốc phiện rất lạ. Căn nhà sàn của chúng bạc phách, toang hoang. Dân bản không thương, bởi chúng lười làm, lại có tật hay trộm vặt. Con gà, con dê non thả rông, lỡ đi ngang qua gầm sàn nhà chúng, kiểu gì cũng biến mất không dấu vết. Có khi phải họp bàn thôi cụ ạ. À. Con thấy tay Phát đang muốn đốn hạ cho bằng được cây lim xanh ở bãi hồ phồ. Cây lim mà ngã xuống thì rừng ma hón cũng tan tác mất. Cụ Thàn im lặng châm mồi lửa vào nõ điếu. Khói phả thành từng vòng mờ ảo xung quanh cụ. Khuôn mặt nâu hồng góc cạnh chìm dần trong màn khói trắng. Chỉ cần một lời của cụ Thàn, dân bản sẽ không dám trái. Đã bao lần những kiểm lâm như Nhuệ phải nhờ đến cụ để lấy lòng tin của bản. Ừ, phải họp thôi, mà cán bộ chờ ta một chút. Cụ Thàn trở vào chỗ nằm, lát sau cầm ra một chiếc vỏ đạn súng kíp đưa cho Nhuệ. Ta tặng anh vật này, đây chính là vỏ của viên đạn bắn vào mắt con hổ chúa. Ta biết anh không tin con hổ ấy còn sống, nhưng mà ta tin. Người trai bản 18 tuổi vào rừng tìm con hổ năm ấy chính là ta. Nhuệ thảng thốt ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt cụ Thàn nheo lại, lấp lánh nụ cười quắc thước. Nhưng cụ Thàn không kịp họp bản. Khuya ấy, mưa bay lất phất, căn nhà của cụ Thàn đột nhiên bùng cháy lên như tháp lửa. Mưa không ngăn được ngọn lửa hung dữ, liếm ngoạm ngoạm vào từng thớ gỗ trăm năm. Dân bản nháo nhào chuyển tay từng xô nước suối dập lửa. Thoái gào khóc, đám khói đen ngùn ngụt bốc lên, kéo theo mùi xăng nồng nặc. Khi Nhuệ vào đến nơi, đám cháy tan, ngôi nhà giờ chỉ còn tro tàn nham nhở, lấp lánh than đỏ. Tiếng người rát ráo vọng lên. Là anh em thằng Thậm đây mà, lúc chập tối thấy nó quanh quẩn ở nhà cụ Thàn mãi. Khi nãy từ xã vào, tôi thấy em thằng Thậm dẫn thằng Phát với người phụ nữ đẹp và mấy đứa trai nữa đi lên rừng ma hón. Trời mưa, lại tối, nó vào rừng làm gì? Nhuệ như sực tỉnh, anh nói thật to. Thôi chết, chúng nó lợi dụng trời mưa, đốt nhà cụ Thàn để đánh lạc hướng dân bản. Chắc nó vào rừng đốn trộm cây lim xanh rồi. Cuống cuồng, anh mang theo khẩu súng định chạy ngược lên đỉnh rừng ma hón. Bí thư Thước ngăn Nhuệ lại. Chúng nó phá rừng thiêng của bản ta, giết hại cụ Thàn, các anh kiểm lâm cho dân bản tham gia với. Không đợi Nhuệ gật đầu, trai bản, không ai bảo ai, tự về nhà lấy gậy gộc, cuốc xẻng, đèn pin, dầm dập theo chân Nhuệ. Trời tối, đường rừng đứng trơn tuột vì mưa nhỏ, nhưng Nhuệ thấy bước chân mình thoăn thoắt. Trong ánh sáng lấp lóa của đèn pin, mọi thứ đều mông lung mờ ảo. Ý nghĩ về cây lim xanh chiếm trọn trong tâm khảm Nhuệ, khiến anh gần như quên tự hỏi, người đàn bà đẹp đi với Phát là ai? Leo lên được vài cây số, đến đoạn đèo nhỏ quanh co, tùm lá, chuẩn bị vào khu nghĩa địa hồ phồ. Mưa trở nên nặng hạt, gió cũng vật vã hơn. Chợt Nhuệ dừng lại, lắng tai nghe. Có tiếng bước chân của nhiều người đang chạy lại rất gấp. Nhuệ còn như nghe thấy cả tiếng thở hổn hển cuống cuồng. Chỉ vài phút sau, từ trong đám lá đen ngòm, hàng chục bóng người xô tới. Thấy ánh sáng đèn chúng rú lên, mọp xuống. Thì ra là anh em thằng Thậm cùng mấy đứa trai bạn khác. Mặt thằng Thậm trắng bệch dưới ánh đèn pin, bàn tay loang lổ máu. Nó líu lưỡi. Cứu, cứu với, nó đang đến, nó đang đến. Có ai đó quát lên. Nó nào? Thậm úp mặt xuống đất ướt, giọng càng hoảng loạn. Con hổ một mắt. Nó chắn ngang giữa đường, nhìn chúng tôi. Mắt nó có lửa, mồm nó phì ra hơi nóng. Tha tội cho tôi,
tha tội cho tôi. Tất cả đột nhiên im lặng, sững sờ. Có tiếng gầm gào đâu đó vọng vào mưa gió, nghe vừa xa, vừa gần, vừa như thực, lại vừa như mơ. Thằng Phát đâu? Nhuệ hỏi. Nó bảo không có con hổ nào, nhưng tất cả chúng tôi đều thấy. Khi chúng tôi bỏ chạy, nó bắn theo, làm tay tôi chảy máu. Rồi nó dẫn người đàn bà đẹp đi sâu vào rừng, nó loạn trí rồi. Tim Nhuệ nhói lên khi nghe Thẩm nhắc đến người đàn bà đẹp. Lẽ nào? Anh em dẫn mấy tên này về bản đi. Bây giờ chỉ còn hai đứa thôi. Nó lại có súng, rất nguy hiểm. Cứ để việc này cho kiểm lâm chúng tôi xoay sở. Nói rồi, Nhuệ vác súng, cầm theo chiếc đèn pin chạy ngược vào bãi hổ phồ. Mưa đã ngớt hạt, nhưng gió càng lúc càng rú xít. Tiếng suối chảy âm âm át cả tiếng gió. Đến bãi hồ phồ, anh soi trên đường, thấy mọi dấu chân đều biến mất. Biến mất vào đêm, không vết dấu. Có 4-5 tiếng súng đỉ đoàng hoảng loạn ở phía bên kia bãi hồ phồ. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Nhuệ dừng lại, ánh đèn pin nhỏ nhoi xuyên vào bóng tối. Cây lim xanh vẫn còn đó, sừng sững trên nền trời đen thẫm. Nhuệ thở phào, chợt tim anh ngừng đập. Bên kia con suối, ở bãi hồ phồ, một con mắt thú sáng quắc, đỏ lòe đang nhìn anh chăm chú. Con mắt vừa rực rỡ, vừa kiêu hãnh, lại vừa hoang dại đến ghê người. Con mắt không hề chớp, Nhuệ như bị thôi miên, chân tay không cử động được. Mọi thứ xung quanh dường như đều đông cứng. Con mắt nhìn anh hồi lâu, rồi quay đi, chìm vào bóng tối. Có tiếng gầm vang vọng trong óc Nhuệ, rồi lan khắp núi rừng. Gần sáng, Nhuệ lên tới lán, mới biết cả Sang và Tài đều bị anh em thằng Thậm và lũ trai khác đánh úp, trói nghiến vào một cây gỗ trong lán từ chập tối hôm qua. Khi được Nhuệ cởi trói, Sang lắp bắp. Khi nãy tôi nghe có tiếng gầm, như tiếng hổ ấy, các anh có nghe thấy không? Lạ thật, rừng này làm gì có hổ nhỉ? Khi những cơn mưa mùa thu đi qua, rừng Ma Hón xanh lấp lánh, tùm trong nắng, cỏ trên mộ cụ Thàn cũng lên xanh mơn mởn. Nhuệ dọn hẳn vào trong bản, căn nhà ngoài trung tâm xã, kể từ hôm Niên bỏ đi theo Phát đêm ấy, Nhuệ chưa về lại một lần. Cả hai mất tích trong đêm mưa, không thấy vân bóng. Lũ lâm tặc bị giải về trại giam, còn thằng Thậm thì hóa điên, ngày ngày ngồi bươi đống phân bò, phân dê dưới thang gác nhà sàn. Đàn ông trong bản đi rừng về, kể chuyện gặp con hổ một mắt lang thang, lúc ẩn lúc hiện trong bãi hồ phồ. Người ta dỉ tai nhau, đi theo sau nó là một người đàn ông béo tốt cùng một người đàn bà đẹp. Có chiếc eo thon và gáy cổ trắng ngần, lòa xòa tóc rối. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả một chuyện ngắn hay của nhà văn Đỗ Tiến Thủy. Chuyện ngắn, những nốt nhạc còn xanh. Quý thính giả hãy like, chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Đã 25 năm trôi qua, lũ trẻ lớn lên với niềm tin chúng là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Chỉ có thầy Đoàn, người gieo vào lòng lũ trẻ niềm tin không phai mờ đó, tung tích ngày một mông lung, càng tìm càng chẳng thấy. Sông Bùi quê tôi ở thượng nguồn sông Đáy, nó nhỏ và trong bốn mùa. Dưới đáy sông có một loài trai vỏ rất dày, bề ngoài sần sùi như da cóc, nhưng bên trong óng ánh sắc cầu vồng. Quê tôi gọi là con cong cóc. Tuổi thơ tôi lặn ngụp trong dòng sông mò cong cóc, ruột để nấu canh, vỏ làm vật trao đổi khi đánh khăng đánh đáo và để làm kèn. Nửa cái vỏ cong cóc nom như một con thuyền xinh xắn,
Chỉ cần dùng dây chun quấn mấy vòng là có một cái kèn độc đáo thổi toe toe suốt ngày. Chiếc kèn cong tóc ấy theo chúng tôi vào bữa ăn giấc ngủ, suốt đường thôn ngõ xóm, khắp những cánh đồng và đến cả trường làng. Lớp 5, chúng tôi được học môn hát nhạc. Thầy Đoàn người Hà Nội, trắng trẻo, xanh xao. Thầy chơi đàn guitar mê ly, cả lớp ngồi im phang phác không dám thở to. Tuổi thơ tôi hồn nhiên nhưng cũng cảm thấy rằng thầy bỏ Hà Nội về dạy trường làng có cái gì đấy cần cợn. Mỗi lần về Hà Nội, trở vào làm mặt thầy lại phảng phất nét dằn vặt. Mãi đến tận bây giờ, sau 25 năm, tôi vẫn còn nhớ như in buổi học hôm đó. Trống vào lớp một lúc lâu mà thầy Đoàn chưa lên. Học trò cấp 2 được nghỉ giờ là một hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi lôi kèn cong cóc ra thỏa sức thổi, xem cái nào hay hơn. Dàn kèn cong cóc đang diễn sướng ầm ĩ bỗng nhiên im bặt. Thầy Khởi hiệu trưởng chắp tay sau lưng, bước chân tập tễnh xuất hiện ngay cửa lớp. Chúng tôi hốt hoảng giấu kèn vào ngăn bàn, vào túi quần để tránh cơn thịnh nộ. Nhưng thầy Khởi chỉ nghiêm giọng hỏi, thầy Đoàn đâu? Những cái miệng ấp úng không biết trả lời thế nào. Thầy hiệu trưởng quát to, lớp trưởng đi gọi ngay. Tôi líu díu chạy xuống khu tập thể, phòng thầy Đoàn du dương tiếng nhạc. Trên giường, thầy vẫn mặc nguyên bộ đồ gabardine xanh mỗi khi lên lớp. Nằm co giáng chiếc tay quay, mắt nhắm nghiền, trán nhăn nhíu xịn mồ hôi. Khuôn mặt thầy lộ vẻ đau đớn âm thầm. Tôi không dám gọi thầy mà khe khẽ lùi ra rồi chạy về báo thầy hiệu trưởng. Thầy Khởi khẽ nhếch mép cười. Hừ, ngủ trong giờ dạy. Chõ kèn xuống phòng thầy Đoàn mà thổi, nhanh lên. Chúng tôi ngạc nhiên lưỡng lự hồi lâu. Thầy Khởi gầm lên, có thổi không? Hay là muốn đuổi học cả nút? Bắt đầu là một, hai, ba tiếng kèn ngập ngừng lên tiếng. Rồi cả dàn kèn cong cóc như một bầy ngỗng vươn cổ qua cửa sổ thổi inh tai nhức óc. Lần thứ hai dàn kèn im bặt. Thầy Đoàn vác thước lên lớp. Chúng tôi lo sợ nhìn nhau rồi chạy vội về chỗ ngồi ngay ngắn, nín thở đợi chờ. Thầy Đoàn nhìn cả lớp một lượt rồi bảo, các em bỏ hết kèn lên đây. Gần 20 chiếc kèn lớn nhỏ được chúng tôi khép nép mang lên. Thầy cầm từng chiếc lên ngắm nghía rồi thử thổi. Mắt thầy đột nhiên ánh lên những tia kỳ lạ. Thầy tháo những sợi dây chun ở từng chiếc vấn lại để chỉnh âm. Rồi thầy gọi gần chục đứa lên bục giảng, giao cho mỗi đứa một chiếc. Em là Thắng, là nốt mì. Em Đông là nốt pha. Em Quý là nốt son. Em Thạo là nốt la. Em Kiểm là nốt si. Em Ngọc là nốt đô. Em Tú là nốt dê. Các em nhớ chưa? Không hiểu thầy muốn gì, chúng tôi im lặng gật đầu. Thầy xếp hàng chúng tôi trên bục giảng theo thứ tự rồi nói, bây giờ thầy chỉ vào em nào thì em đó thổi, nhớ thổi cho thật to nhé. Thầy chỉ thước vào Ngọc, to, Kiểm, Tí, Thạo, te, tốt lắm. Thầy Đoàn trang nghiêm quay xuống nói với cả lớp, hệt một nhạc trường trên sân khấu. Bây giờ mời các bạn nghe ban nhạc cong cóc trình diễn nhé. Bắt đầu. Theo nhịp thước thầy vung lên hạ xuống, một giai điệu quen thuộc cất lên. Te tổ te, tí te. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài xong rồi, chú hát vang cùng họa mi. Cả lớp tròn mắt kinh ngạc. Chiếc thước như một cây đũa thần kỳ biết phù phép. Tôi là nốt mí nên chưa một lần được thổi. Mãi đến đoạn điệp khúc, thầy Đoàn ngắt nhẹ về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi thoát bụng lấy hơi dặn to một tiếng, toe. Tôi đã cắt bớt chun quần quấn còi, nên ôi thôi, cặp quần đứt phượt, tụt ngang đầu gối. Tôi cứng đờ đến mấy giây, rồi vội vàng xách quần chạy về bàn. Mắt loang loáng những cái miệng sứt răng cười ngoác. Thầy Đoàn cũng phì cười.
Nhưng thầy lại ngừng ngay. Các em thấy chưa? Cũng vẫn là những chiếc kèn ấy. Thế mà vừa nãy các em thổi mỗi người một phát thành hỗn loạn. Bây giờ kết hợp lại với nhau nhịp nhàng nên đã có một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi con người là một nốt nhạc. Mỗi nốt nhạc tuy có độ cao thấp khác nhau, nhưng nó đều có giá trị riêng không thể đánh đổi. Lời thầy khúc chiết, mạch lạc và cao siêu quá đối với những cái đầu chỉ quen với tôm cua ốc ếch. Chúng tôi mới tập làm quen với âm nhạc, vừa méo mồm méo miệng chép nốt vào vở, vừa bấm nhau xinh xích. Toàn giá đỗ mọc ngược. Chúng tôi nở mờ cảm thấy những gì thầy nói không phải chỉ chuyện âm nhạc. Các em là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Thầy nói một cách say sưa mê mải, mắt long lanh nhìn lũ học trò mặt tươi rói vì thích thú. Dư ba của tiết học ấy vang mãi. Chúng tôi gọi nhau bằng cái tên kép mà thầy Đoàn đặt cho mỗi đứa. Ê, Tú Dê. Giọng nhà quê, giờ với giờ là một. Chẳng có chuyện gì nhưng cứ réo tên nhau để gọi, để cười. Cô Hoan, chủ nhiệm lớp dạy sinh vật, cũng hay gọi mời em Thắng Mì lên bảng. Em Đông Pha phát biểu nào. Cô Hoan người thị xã Hà Đông, nhưng không cắt tóc phi dê mà để dài mượt quá eo. Cô thường gội đầu bổ kết xong là nghiêng đầu quay tóc như múa lụa, khiến thầy Khởi đứng ngẩn tò te. Hôm thực hành giải phẫu, chúng tôi đi học sớm cả buổi, hò nhau đắp mương tát cá. Quê nghèo con cá cũng cỗi cằn. Chúng tôi mang đến lớp những con giếc nhỏ như lá ổi, không thể mổ được. May mà có con chép to bằng bàn tay, câu trộm từ ao hợp tác của Tú Dê nên tiết học vui như ngày hội. Cuối buổi, chúng tôi tự động gom hết số cá lại biếu cô. Chúng tôi dẫu đói cơm, nhưng nguồn đạm vẫn được bổ sung từ cào cào châu chấu, từ cua cái, chuột đồng, nên không đến nỗi xanh xao. Còn cô, chúng tôi đã nhiều lần thấy cô chỉ ăn cơm độn mì với rau muống luộc. Hiểu lòng chúng tôi, cô Hoan giang cả hai tay, như muốn ôm hết thảy những mái đầu còn vương bùn đất. Nghẹn ngào gọi chúng tôi là những nốt nhạc lấm láp. Một thứ tình cảm mềm mại và ấm áp lan tỏa dâm gian trong lòng. Tan buổi học, chúng tôi hò nhau chạy xuống sông Bùi tắm táp cho những nốt nhạc được cô Hoan phong tặng. Chúng tôi bắt được rất nhiều cong cóc mang tặng cô Hoan và thầy Đoàn. Được nâng niu trong chiếc hộp xinh xắn, những chú cong cóc càng ánh lên bảy sắc cầu vồng. Kỳ nghỉ hè năm ấy, thầy Đoàn không về Hà Nội. Thầy nói, em nào muốn học đàn guitar thì buổi tối đến thầy dạy cho. Lũ trẻ nông thôn chúng tôi nhìn nhau lắc đầu lẻ lưỡi. Một cây đàn guitar đối với chúng tôi là một giấc mơ quá xa vời. Cả làng chỉ có vài cây nhị, mấy cái kèn tây của phường Bát Âm và một cây đèn bầu của chú Sầm Mù, chuyên ngồi hát xin ăn giữa chợ. Những nhạc cụ hằn vào tâm trí trẻ thơ chúng tôi, những nốt nhạc buồn. Chiều ấy, tôi vừa cưỡi trâu về đến nhà, đã giật thót mình định nhảy xuống trốn đi. Cô Hoan đang ngồi với bố tôi. Tôi không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng một đứa trẻ chăn trâu nhếch nhác. Nhưng cô Hoan đã gọi to. Cô đến để chào em, mai cô về thị xã nghỉ hè. Cô xin phép bố mẹ em rồi. Buổi tối em rủ các bạn ra trường học đàn cho thầy Đoàn vui. Giúp cô với nhé. Sao lại là giúp cô? Mối thắc mắc ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Tuy vậy tối đó chúng tôi cũng rủ nhau ra trường. Khu nhà tập thể giáo viên tối thui, đứng điều hưu giữa muôn vàn tiếng côn trùng rền rĩ. Chỉ mình phòng thầy Đoàn le lói ánh đèn. Thấy chúng tôi, thầy Đoàn reo lên. Thầy ân cần rót nước mời như thể chúng tôi là những thượng khách không bằng. Buổi học ấy, thầy Đoàn giảng cho chúng tôi về âm nhạc cổ điển, về những nhạc sĩ lừng danh, về xuất xứ cây đàn guitar. Chúng tôi ngồi chăm chú nhưng không hứng thú.
Chúng tôi chỉ ra chơi với thầy theo lời cô Hoan thôi. Chúng tôi không dám ước mơ trở thành nghệ sĩ. Mất một tháng hè mà chúng tôi học chẳng được mấy tí, vì bàn tay chúng tôi quá nhỏ, chưa ôm xuể phím đàn. Lũ bạn tôi bắt đầu nản chí lảng dần. Đêm ấy chỉ có mình tôi. Thầy Đoàn không bảo tôi luyện ngón như mọi hôm, mà hỏi chuyện gia đình. Tôi tự hào khoe rằng nhà tôi có nhiều bằng tổ quốc ghi công nhất xã. Bốn chú là liệt sĩ cơ mà. Thầy Đoàn nhìn tôi ái ngại. Tôi cũng hỏi thăm gia đình thầy. Thầy ngồi đăm chiêu một lát rồi thở dài. Chuyện nhà thầy buồn lắm. Không khí trong phòng trùng xuống. Thầy thở thẫn đứng lên mở nhạc. Thầy xin lỗi, em nghe cùng thầy nhé. Thầy chỉ nói thế rồi ngả ra giường nằm co quắp y hôm nào, khiến tôi sợ sợ lắp bắp mãi chẳng thành câu. Thầy mở mắt ra gượng cười nói nhỏ, thầy không sao đâu. Em nhắm mắt lại, nghe cùng thầy nhé. Phút chốc, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Thầy Đoàn từ từ mở mắt lúc bản nhạc kết thúc. Em cảm thấy thế nào? Giá là bây giờ, khi tôi đã có chút hiểu biết về âm nhạc. Còn hôm đó tôi lúng túng mãi mới trả lời được câu quê mùa Ngô Ngọc. Em chẳng hiểu gì sắt. Em thấy như có con gì bò trên da em ý, buồn buồn là. Thầy Đoàn reo khẽ, em có tai nhạc đấy. Lời khen và câu chuyện của thầy Đoàn đã đưa tôi đến nước Đức xa xôi để biết một nhạc sĩ thiên tài tên là Beethoven. Người đã viết nên bản nhạc sonat ánh trăng bất hủ khi tai đã hoàn toàn điếc đặc. Đang chìm đắm trong mơ ước không tưởng, tôi giật bắn người khi nghe hỏi. Sao các bạn hôm nay không ra học? Bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng. Dạ, tại chúng nó sợ, không có tiền trả thầy. Thầy Đoàn giơ hai tay lên rồi hạ xuống khổ sở. Trời ạ, em nói với các bạn, ngày mai cứ ra học nhé, thầy có lấy tiền các em đâu. Dù tôi đã hết lời, nhưng cũng không thuyết phục được lũ bạn. Đi một mình ra trường vào ban đêm thì sợ ma, tôi cũng đánh bài chuồn. Chiều trên cánh đồng gần trường, lúa đang độ ngập đồng, gió víu víu trên hàng dây điện thoại. Sóng lúa thẫm xanh dần nhau không ngớt. Tú dê gỉ trâu lại trên bờ ruộng hẹp. Gần chục con trâu dồn cục vào nhau. Thầy Đoàn! Thầy Đoàn nằm ngửa trên thảm cỏ găng. Chúng tôi nháy nhau toan phi trâu chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi. Thầy Đoàn đã đứng dậy vẫy tay. Nét mặt thầy lúc đó vô cùng nhẹ nhõm và thư thái. Thầy giơ tay chỉ lên hàng dây điện. Những con sáo sậu díu gian đùa giỡn với nhau. Thỉnh thoảng một con lại thả mình lao vút xuống như một mũi tên đớp một con châu chấu, rồi xòa đôi cánh đốm trắng bay lên kêu lạnh lót. Thầy bảo, các em thấy không, cuộc sống là âm nhạc. Vâng, cuộc sống là âm nhạc. Tôi nhập tâm câu nói ấy, để rồi sau này xảy ra một chuyện buồn. Hết kỳ nghỉ hè, cô Hoan trở về mua cho chúng tôi mỗi đứa một tập vở chép nhạc. Tập vở nhạc thơm mùi giấy mới với những dòng kẻ máy thẳng tắp, từ lâu là niềm ao ước của chúng tôi. Trước đây chúng tôi chỉ chép nhạc trên những dòng kẻ nguệch ngoạc trong cuốn vở đóng từ giấy bao phân lân gom từ hợp tác. Nhưng những gương mặt đang hớn hở bỗng dịu lại. Cô Hoan đã nói to trước lớp bằng giọng vui tươi. Cô cảm ơn các em đã giúp cô, nhờ các em mà sức khỏe thầy Đoàn rất tốt. Ước gì đất nứt ra một kẽ thật to để tôi chui xuống cho đỡ ngượng. Những mái đầu đỏ quạch thập thò trước căn phòng nhỏ. Cô Hoan nhướng cặp mày thanh thoát lên mừng rỡ, nhưng lại nhíu ngay lại khi thấy chúng tôi bẽ bàng rút những tập vở nhạc đặt lên bàn. Tôi cúi đầu xuống đất, ngón chân di mãi trên nền nhà nóng rát. Nghe xong những lời thú nhận, cô Hoan nở một nụ cười độ lượng. Cô không trách các em đâu, cũng tại cô không nói trước.
Và cô kể, giọng kể bùi ngùi về một gia đình ở phố Khâm Thiên. Người chồng là nghệ sĩ dương cầm tài hoa, người vợ là ca sĩ hát opera nổi tiếng. Cậu con trai duy nhất cũng say mê âm nhạc, được gửi vào học trong nhạc viện từ năm 10 tuổi. Đêm ấy, khi người chồng đang lướt những ngón tay thon dài trên phím dương cầm, đệm cho vợ hát, thì bất ngờ còi báo động hú lên. Điện vụt tắt, trời đất tối sầm. Tiếng đàn thánh thót đang quậy lấy giọng hát ngân nga, đột ngột bị nhấn chìm trong vô vàn chớp lửa và tiếng nổ. Sáng sau, từ nơi sơ tán, đoàn đã chạy 20 cây số trở về chết điếng trước dãy phố quen thuộc, giờ chỉ là một vệt đổ nát kéo dài, nghi ngút khói. Người ta bươi cào, moi móc trong đống gạch ngói tơi bời, mãi tới trưa mới tìm thấy thi thể nát bấy của mẹ cha đoàn, cùng chiếc đàn dương cầm nát rụm. Tập nhạc vương máu lem nhem vết cháy vẫn nằm trong tay người mẹ. Ngay hôm ấy, đoàn bỏ học. Trong đầu thầy đoàn có một mảnh đạn nhỏ như hạt tấm nhưng không mổ được. Thầy hay lên cơn đau đầu khi về phố cũ. Cô Hoan kết thúc câu chuyện từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn còn ngồi lặng. Những giọt nước mắt trong trẻo ứa ra, lăn tròn trên những khuôn mặt nem bực tím từ khi nào. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức thi báo tường. Cô Hoan giao cho tôi và ban nhạc cong cóc trách nhiệm này với mục tiêu phải giành giải nhất. Chúng tôi bỏ toài ra tập hợp bài vở, trình bày trang trí cả tuần. Tờ báo lớp tôi có đủ thể loại thơ ca nhạc họa. Nhạc tôi dùng bài hát khúc nhạc đồng quê của thầy đoàn và minh họa thêm bức tranh. Một chú nghé hoa nhởn như vành đôi tai lá mít ngước nhìn bầu trời trong veo. Một chú ếch cốm ngồi gật gù dưới khóm lúa no đồng, mập mạp. Những con sáo sậu được vẽ cách điệu thành những nốt nhạc cao thấp, đậu trên những hàng dây điện vắt ngang bầu trời như một dòng nhạc bất tận. Thầy đoàn xem tờ báo tấm tắc. Đẹp lắm, chắc lớp 6A của cô Hoan sẽ giải nhất. Nhưng thầy Khởi gọi tôi lên ban giám hiệu hạ giọng thì thào. Có phải thầy đoàn xui em vẽ bức tranh này không? Có phải thầy đoàn muốn ám chỉ lãnh đạo là Tai Châu, không coi trọng môn âm nhạc chứ gì? Em cứ khai thành thật vào đây. Thầy đẩy về phía tôi tờ giấy trắng và cái bút bi mở nắp. Tôi đớ người ra ngạc nhiên, nhưng cứng cỏi đáp lại. Thưa thầy, bức tranh này em vẽ, thầy đoàn không tham gia gì vào tờ báo đâu ạ. Hừ, cãi hả? Để tôi cho gọi bố em ra đây. Tôi ngồi một chỗ khóc ròng, trong đầu có tiếng roi mây nổ trên mông đen đét. Có lần tôi hỏi, có phải thầy Khởi học chưa hết lớp 5 hả bố? Bố tôi nghiêm mặt, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, con không được hỗn. Chắc chắn ông sẽ tin thầy Khởi. May sao, thầy đoàn đã hiện ra trước mắt tôi bất ngờ như một vị cứu tinh. Thầy từ tốn nói, thầy đừng suy diễn thô thiển như thế, thầy không nhận thấy nét vẽ vụng dại và hồn nhiên của các em sao? Hồn nhiên à, có mà xỏ lá ba que thì có. Tôi lại không đi guốc vào bụng các người à. Anh cậy có tí chiến trường nên về đây để đòi để hỏi đấy hử? Tai tôi ù đi, óc tôi mụ mẫm trước một lô một lốc ngôn từ khó hiểu tuôn ra từ thầy Khởi. Thầy đoàn không đáp lời, dắt tôi về lớp. Chuyện người lớn, em đừng bận tâm làm gì. Tối đó trăng lên bát ngát, ban nhạc cong cóc ra thăm thầy đoàn. Phòng không người, chiếc máy hát vẫn mê mải quay. Tú Dê xuýt một tiếng giơ tay chỉ. Giữa bãi cỏ sân trường, hai bóng người ngồi tựa vai nhau âu yếm. Chiếc cặp tóc của cô Hoan bắt trăng lấp lánh, lấp lánh. Tính tò mò trẻ con đã thôi thúc một hành động rất hư. Trườn trên cỏ như những con thằn lằn, bắt chước những chiến sĩ trinh sát Hồng quân trong phim chiến đấu của Liên Xô tiếp cận mục tiêu. Sương buông lạnh lạnh, không gian vàng đẫm ánh trăng.
Tiếng nhạc từ phía phòng thầy Đoàn buông vào thanh vắng, xô nát ánh trăng, thứ âm thanh sóng sánh như vàng chảy, chậm chậm rót từ không trung thoáng đạt xuống trần. Cả ngôi trường đắm trong huyền ảo mơ màng. Thầy Đoàn chậm chậm cúi xuống khuôn mặt ngời trăng của cô Hoan. Bỗng một tiếng hực đau đớn phát ra từ bụi cây cúc dại. Cảnh ảo huyền vụt biến, tất cả giật mình vội vã ngẩng lên kinh ngạc, nhìn theo một bóng áo trắng vùn vụt ẩn hiện dưới những bóng cây loang lổ. Thầy Đoàn hững người từ từ ôm đầu đổ xuống cỏ. Cô Hoan cuống quýt nói gì đó rất dài, rất nhỏ, giọng nói run rẩy như một tiếng vĩ cầm. Thầy Đoàn có quyết định gọi về ty giáo dục. Cả lớp lặng đi trong giờ học cuối cùng. Mắt thầy Đoàn như có khói. Thầy bắt nhịp cho lớp hát để xua tan không khí nặng nề. Còn chân còn nhịp bước tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn. Bài hát trầm hùng thầy dạy, sao hôm nay hát lên lại thấy ngậm ngùi. Giờ sinh vật, cô Hoan hướng dẫn giải phẫu ếch. Thằng Đông Pha vụt kêu, thầy Đoàn kia. 45 cặp mắt trẻ thơ đồng loạt hướng ra cửa sổ. Thầy Đoàn một mình dắt xe ra khỏi khu tập thể vẫy tay chào. Cô Hoan vừa cắm chiếc kim vào đỉnh đầu con ếch gây mê, liền tuột tay gục đầu vào bảng. Con ếch mang chiếc kim trên đầu nhảy loạng choạng trong phòng học. Chúng tôi ào ra cửa tiễn đưa, nhưng một tiếng hắng dội chúng tôi trở lại. Thầy Khởi tấp tỉnh chạy vào lớp, sắp ngựa vồ con ếch đưa tận tay cô Hoan, toàn tẹn cười. Viên phấn trên tay cô Hoan rơi xuống nền đất vỡ vụn. Chúng tôi bấu chặt tay vào song cửa sổ. Những cặp mắt đỏ hoe nhìn không chớp cho đến khi bóng thầy Đoàn nhỏ như một nốt nhạc cô độc cuối cánh đồng. Thầy Khởi cưới vợ. Lớp tôi đóng mỗi đứa 5 hào, mua được một chiếc chậu nhôm mỏng tang làm tặng phẩm. Cô Hoan mặc áo trắng, quần lụa đen, mắt mọng nước, sánh vai cùng thầy Khởi, khập khiễng đi từng bàn tiếp khách. Khi nhận tặng phẩm, thầy Khởi tránh ánh mắt tôi. Cô Hoan cắn môi nhìn tôi bằng cặp mắt giàn giụa nước. Ruột gan con trẻ rối bời, gió đông thốc những giấy pháo tả tơi, đôi bồ câu giấy trên phong uốn éo. Tháng 3 trên thành phố cao nguyên, nắng cuối mùa khô vàng tươi màu mật ong. Gió vơi phới thổi tung áo váy đủ sắc màu thổ cẩm. Hội đua voi bước vào vòng chung kết. Những thớt voi cuồn cuộn cuốn trên đường đua làm cồn lên một cơn lốc đỏ bụi ba gian. Khi chú voi đầu tiên cán đích, hô vòi kêu hãnh chào khán giả, thì một điệu nhạc rộn rã tấu lên. Những chiếc chiêng tròn vành vạnh ánh lên màu nắng, bung biêng theo nhịp nhảy. Những đuôi khố tua xua bay phần phật trong tiếng reo hò. Tôi ngỡ ngàng nhìn dàn chiêng, không để ý đến chú voi thắng cuộc, không để ý đến cả mấy chục thớt voi đang còn rầm rập tướt về. Cách đánh chiêng của người Tây Nguyên khiến tôi vụt nhớ tới dàn kèn cong cóc ngày xưa. Mỗi chiếc chiêng chỉ có đúng một âm, vậy mà những chàng trai ê đê đã tấu lên một bản nhạc tưng bừng. Tôi về phép lần này với tâm trạng bâng khuâng. Tôi mang chuyện giàn chiêng trong ngày hội đua voi về kể cho bạn bè một thời. Ngang trường cũ, thấy các em đang díu xít vui đùa. Những em bé xinh tươi trong đồng phục kia ơi, có em nào chơi kèn cóc cóc nữa không? Tin tôi về lan nhanh. Trong nhà Tú Dê, nơi chúng tôi gặp nhau, bất ngờ có cô Hoan. 25 năm, cô Hoan luôn đồng hiện với thầy Đoàn trong ký ức, nhưng tôi không bao giờ mong gặp. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những thằng bạn một thời lấm láp tay bắt mặt mừng, không làm tôi vui lên được. Cô Hoan ngồi thu mình một góc. Cô vẫn đẹp, tóc cô vẫn đen, búi một búi cao dày sau gáy. Mắt cô nhìn chúng tôi vẫn chứa chan ấm áp, nhưng không giấu nổi những nét hoang vắng, u hoài. Tôi biết cô đã nghỉ hưu, sống âm thầm một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh trường. Cô và thầy Khởi, chuyện tế nhị,
không tiện nói chỗ này. Sự có mặt của cô Hoan khiến không khí buổi họp mặt nặng nề. Đã mấy lần cô định nói với tôi một điều gì đó, nhưng thấy tôi lanh lánh lại thôi. Tú Dê kéo tôi ra ngoài nói nhỏ. Ông làm sao thế? Cô Hoan đến để hỏi tin thầy Đoàn. Ông có biết thầy đang ở đâu không? Tôi bắt đầu công việc tìm kiếm từ sở giáo dục. Tỉnh cũ chia hai, hồ sơ tản mát không xác định được. Tôi còn hỏi nhiều nơi nữa, nhưng càng hỏi càng thấy mông lung. Một thầy giáo ở thị xã Hà Đông bảo, tôi biết một thầy giáo tên Đoàn bị điều vào Tây Nguyên cùng đợt với tôi. Nghe nói đã lấy một cô vợ người dân tộc Ba Na và ở luôn trong ấy. Một nhạc sĩ người Hà Nội thì ngờ ngợ. Hồi tu nghiệp bên nhạc viện Tchaikovsky, tôi có nghe nhắc đến một nhạc sĩ tên Đoàn, học khóa trước, rất hay nằm co quắp như tôm luộc. Không biết có phải Đoàn mà anh hỏi không? Một vị đại tá quân đội lại nói, đơn vị tôi có một tay tên Đoàn, lính tái ngũ. Hắn chơi đàn hay lắm, cả sư đoàn đều mê. Hắn hy sinh cuối năm 79 ở biên giới Tây Ninh. Trời ơi, tôi biết nghe ai bây giờ? Thầy Đoàn ơi, nếu đọc được những dòng chữ này, xin thầy liên hệ với em ngay theo số máy. Chúng em và cô Hoan rất mong thầy.